Dạ, mến chào quý bà chú, cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thì Quang sẽ cho quý bà cô chú, anh chị và các bạn xem cái cảnh về đêm của cung đường của Trên Bến Dưới Thuyền. Đây là sân khấu đang làm đó, chưa chưa xong. Bên đây là gian hàng đó, hàng xuân đó. Đang ráp nha quý bà cô chú, còn đây là đang ráp những cái sạp nè đó. Này mình đi quay cảnh tối nha quý bà cô chú anh chị đó. Có phút dưới đây thì đã có những cái gian hàng, đã tiểu thương đã bán được những cái mặt hàng đầu tiên nè quý bà cô chú anh chị đó. Bên đây cũng có mà ta đóng rồi. Bên đây là vẽ tranh liễn rồi họa, còn đây là những cái khung để chụp hình đó. Những cái sạp qua thơm mùi mít quá. Đây nè, sạp hoa cây kiểng rồi đó, nó đã bắt đầu lên rồi nha quý ơi. Bây giờ dưới đây thì theo em thì em thấy là bắt đầu hoa rồi đưa lên rồi đó, trên bến dưới thuyền đó. Đây là những cái mai đầu tiên nào quý cô chú chị đó. Cái này thì chưa đó, những cái bông giấy này. Đó, cái sạp bông giấy nè, quá trời luôn đó. Với bà cô chú này buổi sáng là đẹp lắm nha đó. Vàng qua giấy là năm nào cũng có trên đây ấy nha. Đó, bông 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 xôi đó. Còn bên kia thì là chưa, chắc chưa đâu quý bà cô chú, chỉ có khu bên đây thôi nha, khu phường 13, phường 14, phường 8 là có thôi. Bên đây thì đang có cũng có nè, cũng có bonsai, mấy cây nhỏ nhỏ với cũng có một sạp rồi. Ở trên kia thì dưa hấu nhưng mà giờ chưa đâu, phải vài ngày nữa sẽ có, vài ngày nữa có em sẽ cập nhật buổi sáng trong cái bạn của chú anh chị và tất cả mọi người xem nha. Video này cũng thấy dài rồi, như vậy mình xin tạm dừng clip ở đây, hẹn gặp lại quý bà cô chú và tất cả mọi người vào video vlog trên bến dưới thuyền của mình và những cái tập tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye mọi người.